Tại vùng đất huyền thoại có tên Sparta, những đứa trẻ từ khi sinh ra đều được các bô lão tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng. Đứa trẻ nào có khiếm khuyết hay dị tật hệt như con yêu tinh xấu xí xép này sẽ bị loại bỏ không thương tiếc. Còn nếu đứa bé là người Việt Nam thì sẽ được vợ chồng Brad Pitt và Angelina Jolie nhận nuôi. Lần đó một cậu bé mang dòng máu thuần chủng của người Sparta chào đời. Nhìn cơ thể săn chắc rắn giỏi cùng gương mặt đầy khí chất của nó, các bố lão tin chắc đây sẽ là nhân vật đặc biệt quan trọng dẫn dắt đất nước của họ trong tương lai. Quả nhiên đúng như dự đoán, Leon đã được lựa chọn để làm vua, nhưng đổi lại cậu phải trải qua quá trình đào tạo cực kỳ nghiêm ngặt. Từ nhỏ, đức vua đã phải học cách chiến đấu với người già. Mặc dù ban đầu luôn bị ăn hành sấp mặt, nhưng bằng sức mạnh thể chất vượt trội, Leon đã nhanh chóng lật kèo đấm bay hàm bộ nhá của bà nội. Để rèn luyện ý chí mạnh mẽ của một chiến binh, Leon còn phải chấp nhận chịu nhục hình giống như điệp viên bảy trong tư thế bị trói chặt không thể cựa quậy. Gã đột tể cầm roi quất liên tiếp vào chỗ hiểm đã thế còn cho chó liếm láp rồi táp hai hòn bi phe khiến anh đau phải nói là thấu trời. Một chiến binh Sparta không bao giờ chịu khuất phục và đầu hàng trước số phận nên Leon phải học cách sinh tồn ở điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Đã vậy còn phải đấu tranh với cái lạnh thấu xương cùng cơn đói cồn cào kèm những nguy hiểm luôn rình rập. Leon không hề hay biết mình đang bị một con quái vật mắt đỏ theo dõi sát sao. Chờ cho nhà vua mệt là người nó mới từ từ xuất hiện hòng sơi tái anh. Hóa ra đây chỉ là một con chim cánh cụt bình thường nhưng kỳ thực nó lại rất hiếu chiến. Nhân lúc nhà vua chưa kịp phòng bị là nó liền bay lên tung vô ảnh cước rồi đè đầu nhà vua xuống để tiếp tục liên hoàn tát. Sau đó còn bonus thêm một chút bịa vào mặt khiến cho Leon nôn tốc nôn tháo. Liên tục bị dồn vào thế khó khiến cho nhà vua không cam lòng. Trong một khoảnh khắc anh liền bật dậy hất con chim cánh cụt vào vách đá khiến nó mắc kẹt ở đó. Ngay lập tức Leon liền dùng bảo bối gia truyền một gậy xiên chết cụ con quái vật rồi trở về oai hùng cùng với bộ da của nó. Sau hàng loạt những thử thách vô cùng nhọc nhằn, Leon cuối cùng cũng được công nhận và được tôn lên làm vua của Sparta trong sự kính trọng của các thần dân. Mặc dù chưa từng biết khuất phục trước kẻ thù là gì, nhưng đứng trước con quái vật ba đầu vô cùng nóng bỏng này thì Leon cũng phải tự động chào thua. Đối mặt với nữ nhân xinh đẹp cùng tâm hồn to tròn trắng trẻo của cô ta, Leon đã gạt bỏ mọi liêm sỉ để ngỏ lời cầu hôn với nàng. Thay vì gật đầu đồng ý thì Margot lại trả lời bằng cách đưa mật mã của chiếc thắt lưng trinh tiết cho chàng. Kể từ đó cô cũng chính thức được phong chức hoàng hậu ngày ngày bên cạnh hầu hạ vị vua mạnh mẽ. Không lâu sau còn hạ sinh cho Leon một người con trai kháu khỉnh. Theo truyền thống của người Sparta thì hoàng tử cũng phải chịu sự rèn luyện vô cùng nghiêm khắc ngay từ nhỏ nếu như muốn nối nghiệp cha. Không chỉ mạnh về thể chất mà còn phải biết chiến đấu bằng cái đầu theo đúng nghĩa đen. Hết bị cha cho ăn hành ngập mặt, hoàng tử còn bị mẹ ruột và tướng quân lôi ra làm bia tập bắn. Sức chịu đựng phải nói là thiên hạ vô địch. Ngày nọ một đoàn sứ giả từ Ba Tư tới xin được diện kiến đức vua của Sparta. Leon dù biết có chuyện chẳng lành nhưng cũng tay bắt mặt mừng chào đón bằng một pha đá lễ không thể nồng nhiệt được hơn. Ông sứ giả bị cưỡng hôn thì nôn sặc sụa máu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Leon lập tức giải thích, ở Sparta bọn họ chào đón phụ nữ bằng cách đập tay, còn đàn ông thì sẽ khóa môi trao cho nhau những cục đờm béo ngậy như tôi vừa làm với anh vậy. Sau đó hai người nắm tay nhau tung tăng vừa đi dạo vừa bàn chuyện. Mục đích của sứ giả tới đây là để thông báo rằng hoàng đế Ba Tư của họ sau khi đã chiếm được cả thế giới thì vẫn chưa hề muốn dừng lại. Và tất nhiên tham vọng lần này của Ba Tư là sẽ chiếm luôn cả Sparta. Nếu không muốn máu đổ thành sông thì họ phải đồng ý xây cho hoàng đế một kim tự tháp. Đàn ông sẽ phải ra chiến trận để hy sinh. Đàn bà thì làm cái lò nướng khoai biết đi, còn trẻ em và người già thì phải làm việc trong các xưởng đóng giày của Huê Kỳ. Nhìn những gương mặt lo sợ của các thần dân khiến Leon hiểu rằng thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ. Đang tức giận định quay lại hỏi tên sứ giả thì lại bắt gặp gã đang chén vợ mình. Tức giận máu dồn lên não giúp Leon trực tiếp đạp hắn xuống hố đen tử thần, chính thức khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Tưởng đâu mọi chuyện đã chấm dứt thì đột nhiên một gã MC từ chương trình Sparta Got Talent xuất hiện nhờ ba vị giám khảo nhận xét về cú đạp vừa rồi. Đang tức giận thì chớ lại còn nghe ba người này lắm mồm chê bai mình. Leon miệng vừa chửi vừa tiến lại đạp luôn cả ban giám khảo xuống hố. Xong việc thì tiện tay nhấn nút cuốn trôi lũ người này cho đỡ rách việc. Sau đó nhà vua tìm tới ba nhà tiên tri rồi ném cho họ một ít mỹ phẩm làm đẹp và bắt đầu trình bày xin ý kiến về cuộc chiến sắp tới. Lập tức ba nhà tiên tri đã triệu hồi thánh nữ trinh tiết xấu như ma để xin người lời sấm tiên đoán. Qua đó Leon biết được đội quân 300 người của mình sẽ bị đoàn quân 1 triệu người của Ba Tư nghiền nát, rồi đây đất nước này sẽ rơi vào cảnh diệt vong. Mặc dù vậy nhà vua vẫn tin vào một kỳ tích do chính mình tạo ra, chỉ cần có ý chí sắt thép thì chắc chắn họ sẽ thay đổi được định mệnh. Hoàng hậu tuy khốn nạn nhưng được cái vẫn ủng hộ chồng ra trận để mình ở nhà dễ bề hành sự. Sau khi điên cuồng tập thể dục với vợ suốt cả đêm, nhà vua đã ra lệnh cho tướng quân tập hợp 300 chiến binh tinh nhuệ nhất để sẵn sàng ra trận chiến đấu bảo vệ độc lập Tổ quốc. Có điều tìm muốn nổ mắt mà chỉ được có từng này người. Tuy không phải ai trong số họ cũng thật sự ưu tú cho lắm nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi. Trước khi đi, hoàng hậu đeo cho chồng một sợi dây chuyền và không quên dặn anh hãy trở về cùng chiếc khiên hoặc là chết ở trên đó. Đúng lúc họ chuẩn bị rời đi thì một tên quan chức trong hội đồng cùng người của hắn kéo đến khuyên Leon hãy suy xét lại một lần nữa.
Việc dẫn binh lính đấu với quân đội Ba Tư lúc này chẳng khác nào tự chui đầu vào giọ. Nhà vua vẫn mặc kệ mà bỏ ngoài tai những lời này rồi cứ thế dẫn đầu đoàn quân xuất phát. Tên gián điệp biết không thể thay đổi tình hình nên đã lén lút lấy điện thoại ra gửi email mật báo cho quân địch. Sau đó các chiến binh anh dũng không chút sợ sệt nắm tay nhau tung tăng bước ra chiến trường. Hành quân được một đoạn thì bọn họ được lệnh dừng lại nạp chút nước tăng lực để lấy lại sức. Địa hình nơi này hiểm trở và chỉ có một lối ra vào duy nhất nên Leon đã bàn bạc với tướng quân sẽ lựa chọn nó để đóng quân tử thủ. Đột nhiên một cô gái trong bộ dạng xấu xí bất ngờ xuất hiện ngỏ ý muốn cùng đội quân của nhà vua sống chết với kẻ thù. Vì từ lâu cô ta luôn tâm niệm được trở thành một người Sparta chính hiệu. Leon tò mò muốn biết người phụ nữ này có tài cán gì mà đòi gia nhập quân đội, thì ai ngờ cô ta lại cầm cây giáo vứt rất điêu luyện. Chiến trường không phải là trò đùa và cầm giáo thì phải thật chắc chắn mới có thể xiên chết địch chứ không phải ỏng ẹo để vớt trụ cho chúng. Mặc dù rất tiếc nhưng đức vua không thể nhận cô gái có hình hài quái dị này vào đội quân của mình được. Thất vọng vì không được công nhận, cô ta tức giận bỏ đi và hứa rằng sẽ khiến cho Leon cùng người của anh nếm mùi đau khổ. Lúc này sứ giả của Ba Tư cũng đã xuất hiện để sẵn sàng tiếp nhận lời đầu hàng của Sparta. Thế nhưng làm quái gì có chuyện vô lý đó xảy ra cơ chứ? Không để đức vua phải nhắc nhở, anh béo từ phía sau cầm kiếm lao tới để lấy mạng kẻ thù. Nào ngờ chạy đà hơi quá chân nên khiến toàn thân đập vào vách đá. Leon và đồng đội bên này được một phen bẽ mặt chỉ muốn chui đầu xuống đất. Để lấy lại chút thể diện, đức vua lập tức ra lệnh cho quân lính tiến lên thị uy sức mạnh với kẻ địch bằng một điệu nhảy tập thể. Đám quân đội của Ba Tư cũng chẳng chịu đứng yên mà lập tức đáp trả bằng một màn trình diễn rất cuốn hút. Cứ thế hai bên solo nhau qua lại vô cùng sôi nổi đầy hấp dẫn. Trong khi những chiến binh Sparta thể hiện những điệu nhảy mang phong cách trẻ trung mạnh mẽ lôi cuốn, thì đội của Ba Tư lại mang đến một sắc thái nhàm chán đơn điệu. Ngoại trừ khả năng tấu hài thì rõ ràng trình độ hip hop của chúng còn thua xa quân đội Sparta. Tất nhiên kết quả là Leon cùng binh lính của mình đã xuất sắc giành lấy số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo. Còn đám quân Ba Tư cùng tên sứ giả thì lại nhận kết cục bi thảm khi lần lượt bị đẩy xuống biển cho cá ăn. Để chúc mừng chiến công đầu tiên này cả đội liền khui ngay bia để ăn mừng. Còn bấy giờ hoàng hậu Maga ở quê nhà lại đang tranh thủ đi spa thư giãn thì bị gã quan thần lui tới làm phiền. Ông ta đề nghị thuyết phục hội đồng gửi thêm quân để chi viện cho đức vua. Nếu Leon thua trận này thì của cải và ngai vàng của bà sẽ không còn nữa. Bà sẽ mất mọi thứ từ cung điện cho tới chiếc xe Mercedes, bộ trang điểm cao cấp hay cho đến cả anh thợ làm vườn nóng bỏng. Vì không muốn mất đi chàng phi công trẻ nên Maga đê tiện đã chấp nhận làm theo ý của quan chức. Sau đó hoàng hậu đã đến tìm gặp tên gián điệp để thỏa hiệp với hắn nhằm cứu chồng mình. Nhìn cặp bưởi của Maga khiến đối phương nóng hết cả mắt mà lập tức chấp nhận lời thỉnh cầu, với một điều kiện phải được làm thịt hoàng hậu cả đêm nay. Không còn cách nào khác nên Maga đành phải hy sinh bản thân để đổi lấy sự an nguy của nhà vua. Ở bên này gã hoàng đế sexy mập như lợn của Ba Tư cũng đã chủ động đến gặp Leon, vừa xuất hiện hắn đã hoanh hoang cho mình là thần của các vị thần. Anh lính chậm chạp không kịp đỡ làm sexy ngã sấp mặt, lập tức bị tên quân vương tàn bạo móc súng bắn chết ngay lập tức. Sau đó hắn còn tổ chức game show đi tìm ẩn số hứa hẹn sẽ cho Leon và quân lính của anh một số tiền khổng lồ có thể tiêu pha đến cuối đời mà không cần nghĩ. Tuy nhiên thay vì chấp nhận quỳ gối thỏa hiệp với kẻ thù thì đức vua Sparta đã dứt khoát từ chối. Điều này khiến hoàng đế Ba Tư rất tức giận thề rằng sẽ bằng mọi giá để nhấn chìm Sparta. Tiếp theo đó, sexy cử những tên thuộc hạ mà mình thu phục được ra đấu với đội quân của Leon. Ngay lập tức, tên rapper dùng những lời lẽ thô tục để sỉ nhục đối thủ, không nhân nhượng tướng quân Sparta lập tức bước lên để hỏi thăm sức khỏe mẹ của hắn làm tên da đen vô cùng cay cú. Không ngờ ngoài đánh nhau ra thì tài võ mồm của những chiến binh Sparta cũng rất đáng nể. Cứ thế phụ huynh đám trai bị lôi ra chửi không khác gì lũ súc vật. Quá nhục nhã và bất lực khiến chúng đành phải ngậm ngùi quay lưng bỏ đi làm cho sexy tức ói máu. Đêm đó người phụ nữ bị Leon từ chối khi trước đã quyết định tìm tới hoàng đế Ba Tư để trả thù kẻ đã không trọng dụng mình. Nhờ vậy mà sexy biết được con đường bí mật có thể giúp hắn đánh úp đội quân Sparta. Để trả công, hoàng đế đã ban thưởng cho cô ả quái dị một chiếc túi xách hàng hiệu và một khoản tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Bên này Leon đang tranh thủ ăn hàng thì nhận được tin tình báo rằng quân lính Ba Tư đang di chuyển theo lối bí mật, rất sớm thôi chúng sẽ kéo tới đây để làm gỏi bọn họ. Nhận thấy chuyến này lành ít dữ nhiều nên Leon đã lệnh cho anh béo quay về quê nhà để thông báo rằng tất cả các chiến binh đã hy sinh trên chiến trận, họ đã anh dũng chiến đấu vì Sparta đến hơi thở và giọt máu cuối cùng. Một lúc sau sexy cùng quân đội của hắn cũng lũ lượt kéo đến bày binh bố trận. Leon trông thấy thì vô cùng phẫn nộ tức đến mức xì đến cả khói rồi nhanh chóng tập hợp binh lính chuẩn bị nghênh chiến. Hoàng đế Ba Tư đắc ý nói rằng Leon không có cửa đấu lại hắn vì quân đội của gã lên tới cả triệu người. Tuy nhiên vì kinh phí eo hẹp nên nhà sản xuất chỉ có thể sử dụng kỹ xảo của những pháp sư Ấn Độ để hù dọa đối phương. Ấy thế mà mấy anh trai sáu múi cũng giật mình giơ giáo lên để phòng thủ như thật. Trong khi đó ở quê nhà, hoàng hậu Maga đang thỉnh cầu hội đồng đưa quân ra chiến trường để chi viện đức vua bằng cách uốn éo méo thể bẩn bựa được hơn. Có điều mấy tên này chỉ là những kẻ hèn nhát xem xong thì chỉ biết ném tiền rồi phủi đít quay đi. Lúc này tên phản bội mới lộ rõ bộ mặt gian xảo,
gã trực tiếp nói với mọi người không nên nghe đánh mà hãy đầu hàng Ba Tư để được hưởng vinh hoa phú quý. Biết mình đã bị chơi xỏ khiến hoàng hậu tức sôi máu biến thành Spider-Man đấm xuyên tim tên phản bội. Tên này coi vậy cũng không tầm thường mà liền biến thành người cát để phản đam. Có điều người cát thì cũng bị hoàng hậu đá vào họa mi như người bình thường. Cú đá mạnh tới nỗi khiến hắn đau đớn không nói nên lời. Chú chim non lập tức ngừng hót miệng thì nhả ra hai quả trứng cốt lòng đào. Cuối cùng Maga nhanh trí lấy máy hút bụi kết liễu tên sâu mọt bán nước. Sau khi truy xét chiếc điện thoại của tên gián điệp thì mọi người lúc này mới tin và đồng ý đưa quân chi viện cho Leon. Trở lại với cuộc chiến cam go của 13 chiến sĩ Sparta dũng cảm, để đấu với quân số áp đảo của Hoàng đế Ba Tư, Leon đã ra lệnh cho người của mình lập đội hình phòng thủ chắc chắn. Sau cú va chạm, các chiến binh lao lên quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, nhà vua chứng minh lý do mình được chọn làm thủ lĩnh khi liên tiếp hạ gục đối thủ bằng những đòn đánh không thể hiểm hóc và bần bựa hơn được nữa. Cay như khi ăn ớt, Sexy lập tức cho mà tốc độ ra trận múa may điên cuồng các kiểu con đà điểu. Con trai của tướng quân trông thấy, ngứa hết cả mắt trực tiếp dùng bình cứu hỏa ghi tên gã này vào bảng tử của Diêm Vương. Tuy nhiên ngay sau đó anh đã bất cẩn và bị một tên quái vật gớm ghiếc giết chết. Tướng quân thấy thế thì cay cú xông lên trả thù cho con trai nhưng lập tức bị gã võ sĩ ao trình. Khi tỉnh lại ông quyết định chơi bẩn dùng Botox để tiêm vào đầu tên võ sĩ quyền anh. Đang hí hưởng giơ cao chiếc đai lên để ăn mừng thì tướng quân lại bị Sexy ném mũi giáo trực tiếp lấy mạng. Cái chết của thuộc hạ thân cận khiến Leon vô cùng phẫn nộ. Anh hóa thân vào nhân vật trong GTA cướp xe của một gã giang hồ sau đó lấy xà beng hạ tên cầm súng. Tiếp đó Leon điên cuồng xả đạn một cách bạo lực vào đội quân của Sexy khiến hắn sợ hãi run cầm cập. Biết mình đã thất thế nên tên hoàng đế béo bỏ chạy thoát thân nào ngờ lại vô tình vấp phải món bảo bối thần kỳ. Nhờ khối lập phương này mà Sexy đã biến chiếc xe thành một robot biến hình vô cùng hoành tráng. Trước uy lực của kẻ thù, Leon và người của mình chỉ có thể lùi bước về sau để nhìn thấy hắn rõ hơn. Tuy nhiên vào đúng lúc quan trọng thì dây điện của con robot lại bị đứt ra rồi cứ thế ngã đè lên người các chiến binh Sparta. Và thế là Leon cùng các binh sĩ của mình đã nhận một cái chết danh dự nhưng không thể lãng xẹt hơn. Hoàng hậu biết tin vô cùng đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc khóc thương cho người chồng đoàn mệnh. Bằng sự dũng cảm của mình, Leon và những chiến binh Sparta đã chứng minh tinh thần bất diệt của một dân tộc. Một năm sau đó, anh béo đã thay mặt những người hùng của đất nước để lãnh đạo quân chống lại Ba Tư. Nhưng thay vì dẫn dắt mọi người chiến đấu thì anh ta lại kéo bọn họ bỏ chạy sang Malibu để đi du lịch. Và đó cũng là kết thúc của bộ phim nhái lại 300 chiến binh phiên bản thiếu thốn kinh phí của ông đạo diễn chơi đồ mê kỹ xảo Bollywood.